Hai Thúy chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy chia sẻ cái cách mình xào mì Ý nha các bạn. Các bạn cùng vào bếp với Thúy để làm món này nha. Nguyên liệu gồm có là một bịch mì Ý. Cái này mình mua ở siêu thị hay là Bách Hóa Xanh đều có nha các bạn. Và bơ nè. Đó, Thúy mua hộp bơ như vậy. Chút xíu mình sử dụng nửa hộp hả các bạn. Mì Ý mình cũng sử dụng cũng chừa lại chứ nhà có hai ba đứa nhóc ăn không hết các bạn. Còn thịt xay thì sử dụng 200 g. Tại mấy nhóc mình thích ăn xúc xích cho nên mình giảm thịt lại, mình cho xúc xích. Còn nếu các bạn thích ăn thịt không thì có thể là xào thịt không á các bạn. Và một chai tương cà. Và thí sử dụng hai trái cà chua luôn. Tại vì thí thích cái vị chua hơi nhiều cho nên thí sử dụng cà trái. Còn nếu các bạn không thích chua lắm thì các bạn có thể sử dụng tương cà hoặc là cái hộp cà cũng được các bạn. Đó, bây giờ Thí băm cà ra rồi nè. Và tỏi. Giờ Thí lột xúc xích ra để mình cắt khoanh ra nha các bạn. Để mình xỏ vào cái cọng mì Ý á, cho nhìn nó đẹp mắt hơn và nó nhìn nó hấp dẫn hơn cho mấy đứa nhóc nó thích hơn nha các bạn. Đó, mình lột ra. Giờ mình sẽ xắt ra. Đó, mình xắt ra khoanh như vậy nè các bạn. Cái món này mấy nhóc nhà mình thích lắm luôn. Cho nên hôm nay lần này Thi làm cái Thi chia sẻ với các bạn. Đó, mình xỏ qua như vậy nè. Mình xỏ cái lúc mà mình chưa luộc mì á, nó cứng á, rất là dễ xỏ luôn á các bạn. Để cho nó thêm sinh động hơn, nhìn nó mấy đứa nhóc nó thích hơn. Đó, mình xỏ gần xong rồi nè. Làm cái cách này thì cũng rất là nhanh nhưng mà nhìn để cho nó đẹp á, cho nên mình thích làm như vậy. Còn nếu các bạn không thích thì các bạn có thể để vào mình xào chung với thịt. Đó, nước bây giờ sôi rồi nè, thì cho mì vào. Mình cho mì vào luộc nha các bạn. Mình luộc á, mình xem đồng hồ khoảng 6-7 phút là được nha các bạn. Khi lúc đó là cọng mì mình nó vừa mềm. Các bạn đừng có để quá mềm cũng không ngon nha các bạn. Mình thăm chừng khoảng 6 phút, 7 phút là được rồi. Đó, bây giờ cọng mì được rồi nè, Thí đổ ra. Mình cho ra ngoài cái rổ nha các bạn. Đó, có mấy cái đó nó bị tróc ra. Đó. Hấp dẫn không các bạn? Giờ mình để mì cho nó nguội ở đây. Rồi mà Thúy sẽ đi làm cái nước sốt nha. Mình đi làm xào thịt. Mình cho bát chảo lên, mình cho bơ vào nha các bạn. Thúy cho nửa hộp bơ vào chảo. Bơ này nó rất là béo các bạn. Cho nên Thúy sử dụng nửa hộp. Còn nếu mà các bạn thích béo nữa thì các bạn cứ cho hết vào. Tại vì mì này có bơ thì nó sẽ rất là béo, nó sẽ tăng thêm cái hương vị thơm nè, béo nữa nó ngon. Nói chung thì cái này là chỉ là công thức làm thôi, còn cái gia vị nêm nếm nè, mình điều chỉnh theo cái khẩu vị gia đình mình nha các bạn. Hoặc là mình có thể thêm những cái giống như chẳng hạn như Thí bớt thịt, Thí thêm xúc xích, rồi cà chua vậy đó. Nói chung là mình biến tấu thêm để cho cái món mì Ý mình nó sẽ ngon hơn, vừa cái khẩu vị gia đình mình, cho mấy nhóc nó ăn ngon miệng hơn. Thì cái cách làm thì cũng tương tự như nhau vậy đó, nhưng mà mình biến tấu nhìn cho nó hấp dẫn hơn đó các bạn. Thí sử dụng một hai muỗng đường cát và một muỗng ai di ngon, một muỗng canh lưng lưng ai di ngon đó các bạn. Đó, mình trộn lên, mình xào qua xào lại cho nó thấm cái gia vị. Cho thịt nó chín. Đó, lúc này nó thấm rồi nè, Thí cho vào một muỗng nước mắm. Rồi mình tiếp tục mình xào tới xào lui cho nó thấm. Rồi mình cho cà vào. Cà mình băm nhuyễn á các bạn, mình để vào nó cũng rất là mau chín. Rồi nó sẽ hòa quyện với thịt. Cho nó ra cái chất chua, nó hòa quyện với gia vị chút xíu nữa rất là ngon.
Đó, mình cho cái tương cà vào luôn. Đó, rồi lúc bấy giờ là cái cà băm của mình nó cũng nhuyễn luôn rồi. Giờ nó hòa quyện với nhau, giờ nó thành tương cà, rồi cà kia nó cũng thành cà tương luôn rồi. Đó, trông bắt mắt không các bạn? Rất là hấp dẫn luôn. Đó, mình cứ xào tới xào lui rồi mình nêm nếm lại. Cà thì nó hơi cái vị nó hơi chua nè, thấy nếm đó, nó hơi chua cho nên thấy thêm tí xíu đường nữa. Và chút xíu nước. Đó. Thì cho nước vào trước nè. Và bây giờ thì cho thêm một muỗng đường vào nữa là vừa ăn. Mình cho tí xí nước để cho cái mình xào tới xào lui cho nó sắc xuống xíu là vừa nha các bạn. Bây giờ thí cho mì da dĩa nè. Thế thì ăn thôi. Bây giờ thí sẽ bới ra dĩa để thí cho nhóc nhà mình ăn nè. Đó, những cái xúc xích mình xỏ vô nhìn nó trông nhìn nó đẹp mắt không các bạn? Làm cái này á, mấy bé mà nó biếng ăn á, nó nhìn nó bắt mắt nó sẽ thích hơn. Mình chan vào đó, nó sánh lại nè các bạn, nhìn nó hấp dẫn lắm đó. Thí xào mà ở trước nó cứ nói là mẹ ơi mẹ làm cái gì mà thơm quá chừng thơm luôn, thật sự là rất là thơm luôn các bạn, tại vì mùi bơ nè, rồi thịt nè, rồi mình xào lên nó tỏi nữa rất là thơm. Rồi các bạn gì cùng dùng với Thí thôi. Hấp dẫn không các bạn? Rất là vừa ăn luôn á. Mà trông là rất là bắt mắt luôn, rất là ngon. Thôi video của Thí chia sẻ cái món mì Ý. À, các bạn thấy hay thì các bạn cho Thí một like nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thí làm những video tiếp theo sẽ hay hơn. Thí bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại những video sau.